Trước phản ánh của người bệnh về việc Bệnh viện Mắt Trung ương phải hoãn mổ nhiều ca vì hết vật tư, bệnh viện này khẳng định đến ngày hôm nay tình trạng thiếu vật tư đã được cải thiện. Các ca phẫu thuật mổ được thực hiện bình thường và không có tình trạng hoãn mổ do thiếu vật tư như các thông tin báo chí đã phản ánh trước đó. Phòng mổ tại Bệnh viện Mắt trong chiều ngày hôm nay, rất đông bệnh nhân đang được thực hiện các ca phẫu thuật. Theo bệnh nhân, họ không hề nghe được thông tin bệnh viện thiếu vật tư và phải hoãn chờ mổ. Sau 30 phút, bệnh nhân này đã thực hiện xong ca mổ bong võng mạc. Sổ xong là đóng tiền xong là xuống, có nghĩa là rất là nhanh. Làm khám cho xong là các bác sĩ chỉ dẫn đến nơi đến chốn, chỉ dẫn từng phòng một. Thế là nên là chờ đợi một tí xong là vào phòng mổ luôn. Trước đó trả lời báo chí, lãnh đạo Bệnh viện Mắt đã thừa nhận bệnh viện bị thiếu vật tư để phẫu thuật và phải hoãn các ca mổ. Nguyên nhân do bệnh viện chậm tiến hành đấu thầu thuốc, vật tư tiêu hao. Nay thì do nhiều lý do mà Bệnh viện Mắt Trung ương đã tổ chức đấu thầu chậm. Nhưng dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế thì bệnh viện đã áp dụng rất nhiều biện pháp. Ngày hôm qua khi có những tin thất thiệt, tin không chính xác, như chị vừa nói, nhưng mà chúng tôi khẳng định là không có chuyện đó. Từ ngày hôm qua chúng tôi vẫn tiến hành phẫu thuật bình thường. Thì năm 14 là chúng tôi cho lên 120. Thế nhưng mà vì cái tình trạng bệnh nhân nó biến động, mình không lường trước được, tức là bệnh nhân ùn trở về, bệnh nhân bỏ qua tất cả các tuyến ở phía dưới, tất cả tập trung, nhiều người tập trung về Viện Mắt Trung ương họ mổ. Thế vì thế cho nên là cái đấy thì chúng tôi không thể lường trước được. Thế thì năm nay bệnh viện rút kinh nghiệm là đưa cái dự phòng lên 150%, tức là chúng tôi mua hẳn 150 chiếc luôn. Trước mắt, với các vật tư còn thiếu, bệnh viện sẽ mượn tại Bệnh viện Mắt Hà Đông và Bệnh viện Mắt Hà Nội. Trước đó trong ngày hôm qua, bệnh viện này đã tiến hành 107 phẫu thuật các loại.